Hello, mình quay mấy chào cô chú anh chị và các bạn. Mình quay ra đồng quay cái cài, mình đang cài đám mì để nó xả lúa. Nó cài 1.5 thôi như đây. Nước dữ ha, nhão như cháo luôn. Này đám mì này nó mới vừa nhổ xong nên giờ mới cài, nó cài để nó xả lúa. 1.5 nha, 4 máy. Bánh sau 30 nha. Này đi dần chảo mấy đây mới. Còn đám này xong hả? Cài xong chưa? Còn đâu nữa không? Còn cái kia là cài nước không à? Chiều không? Chiều làm hả? À, tí nữa làm luôn. Đó, bữa mà đi xuống qua về đó. À, cho tới đó hả? Còn khúc nước không? Nước không hả? Chừng nào làm nữa? Mai hả? Hả? Chừng nào cài dưới? Chốt chiều chiều cài. Ờ, sống mai làm. Mai tao làm cho nó 7 hả? Năm 7. 7 hả? Ừ. Mai cài. Ừ. Nước không cài nước nhé. Bây giờ nước không rồi cho nó ráo ráo đi. 2, 4, 6 chảo. Ồ, nước không rồi. Wow. Đây rụng nước luôn á. À đó, nhổ rồi. Này trời mưa, mì cũng nhổ vừa xong. Giờ trả lại cho chủ đất nó trồng xả lúa. Tốc độ nhổ mì xong hả? Ừ, phải mình quay, phải có ông về ông đẩy lúa nữa, đã dạ. Lúa là có ông thịt nữa ha. Dạ. Đi theo tích luôn á. Đã. Đi theo luôn. Giống như miền Tây dọn truyền hình thấy. Truyền hình nó chiếu nhanh quá, gọi hay chưa? Dạ. Làm nhanh thật. Dọn nó làm nhanh quá, nó quay mà nhanh quá bị đâu cho thời gian dọn. Dạ. Nhanh quá. Xịt về cái loa hả? Ở mình thấy nhá quá rồi. Dạ. Nhiều khi cái máy tân thiếu nha. Nhiều máy miền Tây nó làm dòm cho nó chạy ra sao? Nhà dòm coi. Dòm vừa ấy ra nó mất rồi. Dạ. Này con đám hai đám này ha ông hai. Hai đám. Đúng rồi. Đó nữa còn nó mới có được chạy mưa rồi. Đó, nó cho con có này tao mướn trong mày hả? Ừ. Giờ lấy rồi nó nhổ sớm hổm á. Dạ. Mưa cái mưa đầu có nhổ chưa có nước, chưa mưa nước bắt nhổ. Nhổ lộm lộm đó mình xả lúa. Dạ. Nó chạy chạy mưa giờ nghẹt tùm lum. Dạ. À, vừa dạ xả xong hai ngày cho mình xả khô mà xả không có ngâm. Dạ. Dạ khô. Không có ngâm. Dạ. Mưa dính luôn. Quá rồi. Wow, quá trời, mưa cái đầu quá. Đã
lúc đầu thấy chết im là im mặt luôn, không có cắn bắt cả lúc đầu. Qua ngày sau quất cho một cây tiếp nữa, cả thứ còn dữ hơn. Dữ hơn luôn. Dữ hơn, cái cây đó ngon. Quá. Wow. Còn không mình hướng ngon. Quất cây sau mấy tiếng đồng hồ. À đúng. Ở đâu cũng vậy luôn. Ở đâu cũng mà cái mưa vừa rồi, mấy hai bữa nay đâu có lớn rồi sao nước lên dữ mà. À. Không có lớn đâu. Không lớn đâu. Mà ngay chỗ này là mưa, dạ dùm tiêu ít mưa. Ít mưa mà dạy mưa. À. Ừ. Vậy là bà hỏi chú bán cái mì cái đó là cho mướn đất hả? Dạ mướn. Mướn đất là chú cái chú gì ta? Chú gì? Chú gì mướn đất tôi của chú? Tạo. Tạo hả? Tạo ở có mỗi công. Mỗi công. Có chú gì thì đứng đây lên cái mít là gì? Đứng này thì đứng ra ha. Giờ chụp cái chút chút lại cho mình thắng được lại. Ôi ôi nó chạy nha. Ôm cua ôm cua. Ừ. Còn hai vốt nữa xong rồi. Còn hai vuốt nữa xong rồi. Đường quay vậy phải có bài cỏ. Dạ. Cỏ bay ha. Có đây đâu có gì đâu mà cỏ. Cỏ lại cho cái mùa đông xuân mà vô nước á. Dạ. Chạy vô nước á là nó theo ăn trùng á. Theo ăn trùng. Rồi này nước rồi cái nhũi nó thấy đâu. Một đâu thấy với nhũi đâu ha. Rồi giờ tạm biệt cô chú anh chị và các bạn nha. Chúc cô chú anh chị các bạn xem clip vui vẻ, nhớ bấm đăng ký để xem được video mới nha. Rồi chào tạm biệt. À đó, bác hai là chủ ruộng này nè. Đó. Này là sớm liền ha, để bác hai chưa lòng chưa hả, còn nữa hả? Ừ. Cái mà mạng